trên cung mạo rồng, y đai giáp nốt thủy tề ngũ sắc phi phong, thỉnh mời bát bộ sơn trang đức hoàng cậu quân tiên nương châu phao. Đồng bà quan như cơ nào đổi ấy rằng bản đền lừng lẫy uy nghi, thổ công bản xứ thân kỳ, ngoại giang hà bà sơn kỳ, thần linh sắc cung thỉnh thiên binh lực sĩ ngũ hổ thần vạn vị hùng bình, loan mời chư vị bách linh binh tùy binh tiếp hùng binh đao đền, phép ma tự nhiên thiên chủ động thực thập biển thiên và ước hà xa. Nam mô đát tha đát tha ca và đô chỉ đê an tam bạt sai 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 sung nhất nghi lục cung viên thông ân cần phục thiên công đồng Như Lai tâm vân mai cầu an bảo tòa đảm bi cử thị xã chi tâm cứ trong nghi một tháng đôi tuần dân hoa cung quả cầu dư trăm tuổi già hội tam đa thường trình ngũ phúc thành độ cho đồng hưởng lộc thiên xuân văn châu Phật thánh giáng lưu. Bây giờ phần các nhiệt lúc thời Long Quân Thánh Hộ nhà ngày đại an giờ đại tốt, ngày hôm nay là ghế cộng thọ hoàng hoàng đức hiếu, ngày hôm nay là loan giá phụng hành cờ vì đại tấu chức chi lời kêu tiếng khấn của họ Bùi, nguyên do là mệnh trọng căn thân cân cao số nặng thế hệ thiên đình nhà. Mà hôm nay bích sợ đình thần bích ai bốn phủ bắc ghế để hầu cha hầu mẹ hầu chú hầu chồng công đồng bắt giá hội đồng các quan. Ngày hôm nay là ghế cậu họ Hoàng là cầu vì đại tấu dẫn trình cho đại tử họ Bùi, là mong là các gia các chủ chúc phúc cho họ Bùi để đại lễ được hoan hỉ hơn ạ. Ghế cậu có lời xin phép pháp quan nhà ạ. Ghế cậu có lời xin phép pháp sư ạ. Ghế cậu có lời xin phép Tây Quỳnh Tây Quế ạ. Ghế cậu xin phép đồng anh lính chị, đồng chị lính em, đồng quanh lính thánh, các ghế bốn phủ kế cận đôi hàng bách gia trăm họ ạ. Tiếng mở thùng rung tiệc thung dung thỉnh tam tòa thiên thánh hội đồng mẫu giang đại diện quả thực dâng lên
đắng trà. Hòa thượng dâng lên chí tâm bái thỉnh Chúa Thiên cửu trùng. Thiên Tiên đi cung thỉnh mời mẫu đệ nhân Thiên Tiên tặng phong chế thắng sẽ lo mẫu hiện về. Nhiệt pháp giới mong nguyện chư Phật hải hội tất sao văn tùy dư khen tường vân thành vì phương ngân chư Phật hiện toàn thân. Nam mô hương cung rằng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô hương cung rằng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô hương cung rằng Bồ Tát Ma Ha Tát. Sẽ loạn thanh xa cùng mẫu đệ nhi địa tiên thỉnh mời. Mẫu đệ nhi địa tiên tích xưa hiện thanh trong đền để song xưa bát cảnh danh danh in đồ bát cảnh danh danh lầu tần há sách thị thành để tô son chúc niềm lo đàn thông phách xuôi chim đành hạnh nghiệp vương ruồi. Cốt cách thanh tân ni mười năm năm định xa hồn nhân là xương tùy chiến đan hải ngã nô nhân minh vương gia du tử mậu lượng vô hương hòa hà nội đất thanh đường chi tâm kim cương nhất chú viên tầm vương. Nam mô hương cung rằng Bồ Tát Ma Tát. Nam mô hương cung rằng Bồ Tát Ma Tát. Nam mô hương cung rằng Bồ Tát Ma Tát. Cung xã kim hùng hoàng lần cận thánh chúa thiên trung vương sa loan thanh xa hồi cung đệ tam thanh tiên đi cung thịnh mời thanh mẫu đệ tam xích lân long nữ ngự miền thoại cung sớm kết loạn phong kính xuyên sớm kết loan phòng thảo mai tiểu thiếp đem lòng xeo hoan. A Di Đà Phật rơi đinh chân hương phần khởi xuống thiên thượng đệ tử thiên thanh niệm tại kim lô phong quanh khắc tân hoàn tự nhiên bát thập phương tịnh nhật ca du miên hạ tiêu tai trường. Nam mô hương cung giang Bồ Tát Ma Tát. Nam mô hương cung giang Bồ Tát Ma Tát. Xem hoàn thanh giá hồi cung có lệnh truyền ra đức ông có lệnh truyền ra các quan thầy cùng là chư vị cô minh tam phạm nam thành tam phạm nam thành ngô minh tam phạm nam thành đánh đông về bắc tung hoành mọi nơi đông về cửa thiếu cửa thanh gia hồi cung đời chân thi chân nam nam hải đức đệ tam dòng dòi kim chi bao phen sát mạ chi sát mạ chi kỳ bao phen sát mạ chi kỳ đã thu hoa khắc đi lại đi phạt tầm phong đại hương an tâm thần chức lại đem cầu yên sướng xa bà. Bằng sáng soi mấy năm tình kể cùng ai
sơn một năm, hồng vân quân tại bảnh tinh tinh, xuất ngoại trần phán cảnh vui ngày đang vang hòa. Thank you.
tiên lễ rượu ngô đào. Rượu đào xin bái tiên nghìn bạn tiên vào chuốc nghi chen nghi trường sinh. Cầu chúc câu vạn tuế vạn vạn tuế thành cung. Đức ông ngài giáng phúc muôn dân đều an. Cát khánh cát khánh cát khánh ông đệ tam dòng dõi kiếm chi. Thỉnh Phật tuyên kinh cung minh đỉnh thần tam tứ phủ loan giá ngự đồng tiến kim ngân tài mã đỉnh thần tam tứ phủ cầu tài cầu lộc tấn ách trừ tai cầu vạn bệnh bình an duyên sinh trường thọ lộc tài quảng phát ra đảo hưng long thương mại hành thông công thành danh đạo sử kim thần đệ tử mộc ân thanh đồng hoàng đức hiếu hiệu đồng minh quang hiếu bản mệnh sinh giáp bá tuất hành canh tam thập tuế đại tấu dẫn trình vũ đệ tử bùi trọng long bản mệnh sinh tân mùi hành canh tam thập tam tuế thập đồng gia dương môn tiên cung đẳng môn điện thần đẳng sinh cư dương giới số hệ tiên cung hạ kiền khôn phúc hóa tái trì ân cảm phật thánh khung phủ trí đức tiến lễ giải nhất thiết trí tái ương nhã hạ sa trí cát khánh do thị kim nguyệt cát nhật tu thuyết thương hoa kim ngân lễ và tịnh cúng phụ trần cũng hữu sơ văn kiện thần thượng tấu cùng duy lam mô thờ phương vô lượng thường trụ tam bảo kim liên tọa hạ lam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn linh cảm quan thế âm bồ tát hồng liên tọa hạ tam giới thiên chúa tứ phủ bản linh công đồng thánh đế ngọc bệ hạ thiên địa thủy tiên. Hạ bút chu phi chiết nhan hạ bút chu phi và viên chiêu tướng đáo lai hộ trì bài sai bích bộ binh tùy thiên binh vạn mã kéo đi ầm ầm bờ vàng tóc giữa trung tâm tấu lên thiên đình sớ nay tấu lên thiên đình tấu về cho hết các sinh các tòa tấu về phụ mẹ đêm cha đương thời Long Vân Khánh Hội đông ta về chắc dáng đầu đồng mà khung phủ nha ban khen ban thưởng cho lời kêu tiếng khấn của pháp sư thưa bạch dạy dòi á ban khen ban thưởng nha cho đồng trưởng họ hoàng ha
đầu còn xanh tuổi còn trẻ, khanh điều áo thắm bắc ghế trung vương, ông ngồi làm ngôi cho vương ông ngự. Ta ban khen ban thưởng được đắc sắc vị thánh à. Ta ban khen ban thưởng từ nay trở đi, từ giờ về sau, chắc tay bói giỏi tay phù, chắc tay quyết trừ tà sách quỷ dập âm dương, ta mang danh trò điện bằng tính trò đồng. Từ nay trở đi, từ giờ về sau, được đông con nhất bắt ngành đệ tử à, để vạn kiếp linh từ được vạn cổ muôn danh à. Ban khen ban thưởng cho pháp văn à, ban khen ban thưởng cho Tây Quỳnh Tây Quế à, ban khen ban thưởng cho họ Bùi nha. Căn cao số nặng mệnh trọng canh thần, ngày hôm nay biết sợ đình thần đi cửa trình chiều ta nhỉ. Ông khôn khổ cho từ nay trở đi, từ giờ về sau, bách bệnh tiêu tán, vạn bệnh tiêu trừ, điều lành mang đến, điều dữ mang đi nhỉ. Già ông cho mạnh khỏe, trẻ ông cho được bình an, các uống các tiểu thi cử đó là thành danh, thương mại ông phê cho được hanh thông, để xuân ra các thánh hạ bảo bình an nhỉ. Thu tống tam tài đồng ngành bách phúc, ban khen ban thưởng cho bách gia chăm hỏi nhỉ. Ngày hôm nay mưa không quản nắng không nề nha, mà đến chợ duyên tiếp phúc nha, cho thầy cho họ Hoàng họ Bùi nha, ban khen ban thưởng nhá, hồi gia ăn nghiệp nha. Ha, phong nghi đại hương an tâm thần trước thánh gia. Thiên cô đệ nhất mà cứ nghìn nỗi sâu trầm ngoài thành pha hồi cùng đệ nhị đại hoàng khởi tông vương cô, đệ nhị đại hoàng nghìn tuổi xưa có sắc phạm nhãn, vương cô ra sức dẹp an đi ngọn bờ thành pha hồi cùng trông xa ngoài cửa biển tờ mờ. Chiếc thoi cô bé nghi cắm lá cờ vua phong thành gia hồi cung, sự tích đời trần huyền xưa, sự tích đời trần miền thỉnh mời cậu bé ngự về đến đây thành gia hồi cung. Tam vị tổ vương tiên sân văn niên, tam vị tổ vương nghiền mê mang núi dùng bóng ngữ chân miền đi tuyên qua thành gia hồi cùng, siêu tín thiên sứ cung thỉnh mời chúa, siêu tín thiên sứ anh tính sắp sáng ngự về đến đây, dòng họ hà xưa nay hào kiệt sinh ra một đấng kỳ tài, nữ viên nhi hộ tướng nghi khác đời xưa nay, sống thân luôn đêm ngày lo sợ bỏ vô rừng nghỉ hang hồ rừng sâu huyền vi, ai biết cơ màu lòng hồ về chầu hai bên, ơn hộ mẫu ngày đêm dưỡng dục ba thu tròn, như sức lượng thao tuyết sương đã nhuộm má đào. Thank you.
rưỡi nắng sớm chiều sông pha rừng tùng bách mái nhà rơm bóng cửa trúc xanh suối ngọc soi gương ai hay sự lạ phi thường. Thank you.
đời sừng sốt dâu son in đỏ chót bên tay. Con ơi chẳng mẹ con đây, xót đi thương con trẻ tuổi thay lòng già. Quán gì bỏ con thơ, cha mẹ xót đau tưởng rằng đi xa cách bấy lâu mới hay con tạo cơ cầu huyền vi. Tùng hai thân đều xa hạc xa bắc, ai xuôi nổi sông đất bằng nhịp khách tiền phút dừng 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 lễ chào. Chợt nhớ lại mấy điều tiên giáo hiếu song thân yên để hiểu chịu tang thân trọn đời chung hiếu nước dân yên có yên tiên trở lại an thân tu trì. Đạo vẹn tròn thành thế tươi bích đồng đầu non tháng ngày. Bầu tiên dược nghiệp giá tay cứu thế võ thần thống nghi khí nhuệ tinh anh triệu thần lục giáp lục đinh tề thiên độc cước công manh huyền đàn. Tựa thiên sư chùa mường thì đắc đạo chân như sắc phong diệu tín thiền sư anh hùng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tiên nàng khắc chiều áo thắm dịu dàng bước xa đồng đi như cô cả dân hoa bốn đôi nhan sắc cô ba ưa nhìn nhìn là tứ sao cảnh hồ điên tiếng xanh tiếng diệp vang về cũng đang tiếng hát bay.
về nữ vui. Thank you.
cầm cờ diều quang minh chiếu từ trung ngã tích tắc cung giàn kim phục hoàng lâm cần thánh chúa tiên trung vương ca lăng thân gia ân từ bi mất chúng sinh vô ngã kim tịnh lệ khai quang quả chiếu từ trung đường thiên tiễn lễ khai phủ tổ chức phát hành biểu quan tính Phật kỳ an kỳ cố tào quan điền hoàn túc trái mã đình thần tam tứ phủ cầu tài cầu lộc không ách trừ tai cầu bản mệnh bình an duyên sinh trường thọ lộc tài quảng phát gia đạo hưng long thương mại hành thông công hành danh đạt sự kim thần đệ tử mộc ân thanh đồng hoàng đức hiếu hiệu mình quang hiếu bản mệnh sinh thành canh tam thập tuế đại tấu dẫn trình vũ đệ tử bùi trọng long bản mệnh sinh tân mùi hành canh tam thập tam tuế hợp đồng gia dương tổ tiên cung đẳng thiên phủ phổ giám phẩm tâm ngôn niệm thần đồng tử thao sinh lạc trúc thanh đồng số hệ định vô thiên tạo bản mệnh căn ư tứ phủ vi thử nhất tâm tưởng vọng mạc cảm quái vi nhân thua tiết chi kỳ cung trình bái đạo cẩn thủ kim nguyệt cát nhật kiến thỉnh đạo lưu tiệu vu quang minh quang bảo điện cẩn thủ kim nguyệt cát nhật cụ hữu sơ văn tiền thân hưởng tấu thiên phủ trí tôn hảo thiên kim quyết ngọc hoàng thượng đế ngọc bệ hạ thiên phủ thiên tiên đệ nhất thánh mẫu cửu trùng thánh mẫu công chúa hằng nga công chúa bán thiên máu dậu công chúa nguyệt điện hạ thiên phủ hoàng thái tử vương quan thiên tử đệ nhất tôn quan giám sát nhị vị đại thần ngự tiền thiên phủ chư vị khâm sai tông đồng quan hoàng quận cố thượng thiên thánh cữu thánh ngự tiền thiên phủ tứ thiên sứ giả trưởng bạo tả quan nhất thiết thánh chúng vị tiền phục nguyện thiên phủ các giá hội đồng chư tôn chắc giáng thần tâm giá ngữ thứ tự quang lâm tá khẩu thông truyền chuẩn lạc tỷ thân đồng tử vọng vi chuyển nhi thuân nguyệt trường thần cảm cách thanh đồng khai nhãn nhĩ thông chuyển trí phàm nhất tân kiến
pháp vạn nhị thừa hưu. Đức Ngỡ Mộc Hồng Ấn Đản Thuần Hạ Tình Vô Nhập Kích Thiết Bình Doanh Chí Chí Tuần Sơ Thiên Vận Quý Mão Liên Tam Nguyệt Nhị Thập Ngũ Nhật Thần Khấu Thủ Bách Bái Cẩn Bạch. Nguyên do mệnh trọng căn thâm, ngày sinh cương thế, số hệ thiên đình à, của anh ta về ban tài tiếp lộc nhỉ, cung phủ cho từ nay trở đi, từ giờ về sau in căn in số in sổ đế đình nhỉ, tháo còng gửi trói nhỉ, ban tài tiếp lộc, tiếp ngân tiếp xuyến nhỉ, tiếp tiền tài tiếp địa vị nhỉ, công danh thành đạt nhỉ, thương mại ông phê cho được hanh thông nhỉ, các uống tắc tiểu thì cử đó đạt thành danh, công danh thành đạt nhà, già mạnh khỏe trẻ được bình an nhà, bạch thành bạch thưởng cho bách gia trong họ nhà nào cũng đấy nhỉ. Thế mà trình cung văn nhỉ, nổi trống tịch triều anh em ta về khai đành thinh phủ á. Giang phủ khai đàn quan về giang phủ khai đàn đi cung phủ đệ tử muôn vạn tốt tươi hơn trên tiếp lộc ban tài. Dòng nhan thập cờ diệu quang minh chiếu từ trung ngã tích tăng cung giả khi phục hòa thân cận thành chúa tiên trung vương. Ngã lăng tận giả ân từ bi mẫn chúng sinh vô ngã kiếp đỉnh lễ quang minh và chiếu đàn di ngã tích tăng cung giả khi phục hòa thân cận thành chúa tiên trung vương. Lại nở ra rồng trứng rồng, lại nở ra rồng nghi hạt thông lại đầy trôi thông sương già một mùa vật tặng cam qua tiếp lộc ban tài ở trên tiếp lộc ban tài ban danh ban diện ban công ban nguyên cứu người qua bên sông Bê châu quế châu hoa ban cho châu quế châu hoa ra đi chấm lính nghĩ con ra trình đồng họ Bùi thành kinh nhất tâm cắt liên số từ đây lau hết bụi trần khăn tiên lau hết bụi trần đi độ cho đệ tử được mười phần thanh cao tiếp lộc ban tài cho ngân cho duyên đi độ người trần gian họ Bùi thành kính nhất tâm nước tiên tẩy sạch bụi trần mở sổ chép biên quan bê mở sổ chép biên chữ thập quan xoa nghi phê thiên dành dành chữ hạ ông cải chữ bình chữ tử cải lấy nghi chữ sinh cho đời độ cho năm tốt mười tươi mở xiêm khơi hồ ngài về đục xiêm khơi hồ khơi dòng nước mát nghi cho người trần gian nước này lấy ở thượng thiên lấy trên thiên đình nước này lấy trên thiên đình đem về mở chính
đồng hôm nay trồng cây cho cốt người gầy. Nở cành xanh lá, nở đầy nụ hoa đổ cho khúc đàn Hà Sa. Chứng lễ quân cầu ngài về, chứng lễ quân cầu vì độ cho đệ tử, hoa cầu nghi nan độ cho tài lộc vẻ vang. Trâm lính nhận đồng ngài về, trâm lính nhận đồng nghỉ họ Bùi đệ tử thanh đồng nhất tâm. Xuân hạ thu đông kể từ đây, xuân hạ thu đông mùa xuân cầu lộc, thu đông cầu tài hạ về tâm anh trừ tài. Trong nghe tám cõi cửu châu vọng bài, độ Việt Nam quốc thái dân an. Thánh gia hồi cùng khuyên cai, sơn lâm thượng ngàn nền quan giám sát khuyên cai, thông chí thiên địa chức khâm sai đại thần. Công tử xa gần làm tôi đại hàn nắng rời Nam. Đại hàn nắng nỗi kiều quan đào vũ bồn thôi đi dần dần đi. Thank you.
phê sai, chiếc hương ngã út phê sai. Cảm phiền chư thương đi đào lai, hộ trì lệnh sai, binh bộ binh tùy. Khai quang song nhan thập kỳ siêu quang minh, chiều cưng chung ngã tích tận cung sản kim phụng hoàng thân cận thánh chúa tiên trùng hương. Văn sĩ dâng lên thương lai, văn sĩ dâng lên tôn quan tô đôi ngài chép biên do già phi tròn đi từ bình an. Cửa nhà an tai phúc lai, hạn trừ bốn của thống quách trừ tai. Giang phủ chứng đạt quan bề, giang phủ chứng đạt trước là tu chấp khi đạt xuyên cho đầu nguy ra trần thế yên tay. Chư vị linh quan âm đồng, chư linh quan đi áp đáo bản đạt đi áp phủ đồng nhân chứng giặc phục sự thành quân. Tăng cung xả kim cung hoàng thân cận thánh chúa niên trung vương. Quạt gió quạt mây quạt ngà, quạt gió quạt mây quạt cho đệ tử ngày dày bình an. Châu quế châu hoa ban cho, châu quế châu hoa ra đi chấp linh đi con xa thân đồng họ bùi thành nhất tâm. Mẫn chúng sinh cô ngã kiếm tịch lễ quang minh và chiếu đàn duyên. Trải chuốt cho đông nước na, trải chuốt cho đông nghỉ cung phụ đệ tử mười phần tốt tươi. Lạnh nở ra rồng trứng sông, lạnh nở ra rồng hạt thông lạnh này chui thông sườn ra ngài về mở phủ bóc xa. Tiếp lộc ban tài ơn trên, tiếp lộc ban tài ban danh ban diện ban công ban quyền ngài về cấp thực cấp lương. Tẩy sạch bụi trần nước tiên, tẩy sạch bụi trần họ Bùi đệ tử được mười phần thành cao. Lấy lộc cho đồng người về, lấy lộc cho đồng nghỉ cung phụ đệ tử thành đồng tôn tươi ngài về cắt tóc làm tôn. Trên lo việc thánh đi dưới gánh việc trần, một lòng cũng dám đơn sai. Sao kéo đàn duyên ngài về, sao kéo đàn duyên trừ tà sát quỷ độ sinh cho đời. Sổ chép biên quan bê, mở sổ chép biên ghi tên đệ tử bao trong sổ này, sổ vàng bút ngọc chua phê. Lại kê bốn chữ nghi khang đinh thọ trường độ cho tài lộc đôi đưa. Đục xiếng khơi hồ quan bê, đục xiếng khơi hồ khơi dọc nước mát đi cho người trần gian nước này lấy ở đồi ngang. Tươi cho cây lộc nhịn đâm trồi nở hoa một nhà sung túc đề đà. Trừng lệ quân cầu quan bê, trừng lệ quân cầu nghỉ độ cho đệ tử được qua cầu. Trầm lĩnh nhân đồng quan về, trầm lĩnh nhân đồng nghỉ cuốn phụ đệ tử thoát phòng nghi nan độ cho tài lộc vẻ vang. Mùa xuân cầu lộc nghỉ thu đông cầu tài hạ về tông ngắt trừ tai.
quyền hành sinh sát nghi lượng can côn lăng thoát nghi trong tay khâm thừa thượng đế nghi xưa nay quyền quan giám sát nghi trước dày thiên cung sổ hội đồng một tay quan lớn ngài cầm giữ nghe sổ trường sinh sinh tử xót ai ngự cảnh bồng lại rút dây hòa phúc cân người tội công chi nhà mà tình quan ta về khai đành mà phù quá hôm nay là vô a di đà phật để tấu thỉnh tôn quan đề nhì quân trung bách bái à lòng vần thánh hội quốc đảo dân cầu phía cứ quý mão niên tam nguyệt phúc sinh tôn nhật đệ tử Mộc Ân Thanh Đồng họ Hoàng con đại cấu dân trình vu đệ tử họ Bùi con để tu thiết đàn tràng trên thượng phẩm chay tịnh dưới hạ phẩm tam sinh để tiến lễ khai phủ thụ chức phát hành biểu quan thần Phật kinh điển hoàn mã đình thần tam tứ phủ mở cầu tài cầu lộc để tống ách trừ tai cầu bản mệnh bình an thân cung được đa cát thánh lại ông quyền ông. Ông giáng đền giáng phủ, ông chứng tờ đơn cánh trạng, chứng tờ vàng cánh sớ, kính tâm cho kim thần đệ tử họ Bùi con từ nay đổ đi từ giờ về sau. Để được yên căn yên số, yên sổ, yên đình trong chốn gia trung thuyền người xưa được nắm mức được chảy một dòng trên bảo dưới nghe trên đe dưới lễ kim thần đệ tử con. Ra ngoài đi có kẻ mến đến có kẻ vì, nói có kẻ nghe đe, kẻ giờ lời ông quyền ông, phép ông cho kim thần đệ tử con năm sung được giải sung, tháng hạn được giải hạn, có hạn giải nạn, có ách giải ách. Tam tay nghiệp chướng ông cho được rũ bỏ lại ông quyền ông phép ông ạ. Ha, tiền thanh tra hậu giám sát của anh ta về nhà chứng đành chứng lễ nhỉ. Ban khen ban thưởng cho đồng thời họ Hoàng nhà được đắc sắc việc thánh nhỉ. Ban khen ban thưởng cho đệ tử họ Bùi nhỉ. Ngày hôm nay biết sợ oai đình thần biết sợ phép bốn phủ của anh ta về đăng đàn nhỉ, khai đành bảo phủ nhỉ. Và ban khen ban thưởng cho từ nay trở đi từ giờ về sau nhỉ. Cầu tài được tài, cầu lộc được lộc nhỉ. Tiếp ngân tiếp xuyến tình tài địa vị nhỉ. Năm sung giải sung, tháng hạn giải hạn nhỉ. Tự độ cho con buôn, con bán, con khoái, con cầu đắc con nào được con đấy nhỉ. Tự ban khen ban thưởng cho từ nay trở đi từ giờ về sau mà có ngân có xuyến nhỉ. Đầu đội việc thánh mà vai đánh việc trần gian nhá. Già mạnh khỏe trẻ được bình an, các úng các tiểu thi cử đô đặt thành danh nhỉ. Và thương mại ông phê cho được hành thông nhá. Ban khen ban thưởng cho bách gia trăm họ nhỉ. Nhà nào phép ấy hồi gia an nghiệp ha. Ha. Nhắc nghi trông lên chữ đề choi choi ngôi đền thờ nhang ngón long lanh nghi trăm hoa đua nhị trên cảnh giáng sơn quan giám biên quỳnh bẻ thánh gia ngồi cùng đệ tam tấu đức tôn thần quan thái tử đệ tam hùng binh quan bộ lạnh sang nguy hùng thank you.
lòng thành nổi công danh, ơn nhớ Phật Thánh Lộc Hoàng Ân,
đem đến tận nơi hơn trên quan lớn xét phòng. Tiên thanh bắc qua cầu kiều, tiên thanh bắc qua cầu công danh thành đạt, cầu an khang thọ trường, cầu này cầu phúc cầu duyên. Kéo từ hạ giới kéo lên thiên đình, quan về lê quân cầu đục xiên khơi hồ, quan về đục xiên khơi hồ, khơi dòng nước mát đi cho người trần gian, nước tiến lấy ở lạnh giang, tưới cho cây lộc nghỉ đâm trời nở hoa, độ cho phúc đã hà xa. Tiên thanh bắc qua cầu kiều, tiên thanh bắc qua cầu công danh thành đạt, cầu an khang thọ trường, cầu này cầu phúc cầu duyên. Châm đính nhận đồng nghỉ cuông phù đệ tử, thoát vọng nghi nan độ cho tài lộc vẻ ra. Mùa xuân cầu lộc, thu đông cầu tài, hạ về tông ách trừ tai. Chấm đính xin được ra đồng, xin được ra đồng, nay tu thiết đàn tràng,
thỉnh ông lại vai ông về ông chứng tâm cho tinh thần đệ tử con từ nay đổ vị, từ giờ về sau tinh thần đệ tử con đi ra ngoài được kẻ yêu người biết, kẻ giúp người đỡ, kẻ cậy người vì nói, có người nghe đe, có người lấy lời ông biển ông phép ông. Ông lại ban tài chép lộc cho tinh thần đệ tử con, có đồng ngân đồng xuyến để trên tinh thần đệ tử con theo việc thánh, dưới để gánh việc ra chung lại ông quyền ông phép ông ạ. À, ban khen ban thưởng cho lời câu tính thật của pháp sư được minh bạch rõ ràng nhá. Và ban khen ban thưởng cho họ Bùi nhé. Nguyên do cân cao, số nặng mệnh trọng canh thân nhỉ. Ngày sinh dương thế mà số mệnh thiên đỉnh. Này biết sợ oai đỉnh thần, biết sợ phép bố phủ ta nhỉ. Anh em ta về đây đăng đàn khai hồ mà phủ cho họ Bùi. Được xuất thủ trình đồng nhỉ. Để cho anh ta ngồi trong mẫu ngự nhỉ. Ban khai ban thưởng cho họ Bùi chứng tâm nhá. Từ nay trở đi, từ giờ về sau được xả cầu những lý sàng mệnh tầm tâm nhá. Con vũ tộc trần gian nhá. Ha! Phong vũ ầm ầm nổi dậy, sóng dâng trào cuồn cuộn mênh mang. Rước quan ơn đệ tam ngài về cho tới bản đền đây. Nước rẽ đôi dòng biếc biếc xanh xanh, trình giang tân doanh ngân sở bắc, ánh vầng hồng soi dạng nam minh. Là con vua thoại quốc đông đình, để tam tái từ giảng sinh ngôi đệ phong
đệ tứ uy hùng tiếp dạy ban
trần vang tiên lâu hết cùng trần thì thanh cao đệ tử được mười phần thanh cao. Tẩy sạch bụi trần bát nước tiên đi tẩy sạch bụi trần độ cho đệ tử được mười phần tốt tươi. Tiếp lòng bàn tay ngài về lấy lộc cho đồng nghỉ độ cho đinh ngọn bút son niên chúa sổ thiên đình ra tay cải tử hoàn sinh cho đời độ cho năm tốt mười tươi. Mở riêng khơi hồ quan về mở riêng khơi hồ khơi dòng nước cho người trần gian nước này lấy ở sông Ngân. Tưới cho cây lộc nhìn đâm trồi nở hoa độ cho phúc đặng hà xa. Tiên thanh bắc qua cầu kiều tiên thanh bắc qua cầu công danh thành đạt cầu an khang thọ trường cầu này cầu phúc cầu duyên kéo từ hạ giới đình ngài về chức lễ quân cầu. Trầm linh nhân đồng quan về trầm linh nhân đồng nghỉ độ cho đệ tử mười phần tốt tươi ơn trên tiếp lộc ban tài. Ban danh ban diện ban công ban quyền cứu đâu thời đó được yên thành ra hồi cung lâm liệt tung hoành nghề quan tân pha nghiêm lâm liệt tung hoành nghề trừ tà sát quỷ lên danh tương tài cảnh thiên thai quan ứng tuần giá ngự bộ thiên nàng thứ tự dân hòa. Chính quán quê nhà tránh giang chính quán đi quê nhà mình để lên một tòa ngôi cao đi thank you.
lời bàn thơ. Tôn quan bây giờ ngài chắc sang anh linh trước là bảo hộ gia đình. Sau quan tu chóc kết tà tinh phen này uy ra trần thế gian còn ngoài. Để nạp thiên tao sớ văn, để nạp thiên tao tống về cho hết đi cung cao đến đỉnh tống về phải đế long kỳ. Đôi chữ trường sinh về cho đôi chữ trường sinh chữ phú chữ quý khang ninh thọ trường về cho tài lộc đôi đường. Thank you.
long châu hổ phục nghỉ nốt làm đầu quần cúc châu lên thanh gia ngồi cùng bát hải động đình con đức vua cha bát hải động đình đào điên con yêu thất thanh gia ngồi cùng ông lớn triệu tường là con vua thứ hai thanh gia ngồi cùng vui vẻ đền rồng sớm hôm mai thì thánh thượng ngàn dân văn tiên thánh thượng ngàn đồng cuông tuần quan sáng đàn thì xứng đây đàn chim bay về ngàn đêm cách khuya nguyện lặn sao tàn để ai à. Tiết niệm màu da
đầu vẫn tóc mai điểm trang lược dắt chấm cả. Dâng chính Phật thành dâng chính buồn sang chính.
yên sân sáng thôi mê. Hai hoa xạo chỉ khắp nơi, chim quanh những bông xuân hàng cần Thank you.